Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Channel. Trên tay mình đây đó chính là chiếc Redmi Note 11 Pro, một cái sản phẩm cực kỳ đáng mua ở trong mức giá này. Và video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi chi tiết cái sản phẩm này nhé. Intro. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về thiết kế của sản phẩm này đi. Ở trong tầm giá từ 7 đến 8 triệu đồng thì thực sự đây là một cái chiếc máy có khả năng hoàn thiện cực kỳ tốt. Mình phải dành lời khen cho Xiaomi là như vậy. Bởi vì các bạn nhìn này, nhìn từ bên ngoài chúng ta tưởng như là cái chiếc máy được làm từ kim loại, nhưng mà không nhá. Cái sản phẩm này thì được làm hoàn toàn từ nhựa thôi. Các bạn để ý là phần khung viền này hay là cái phần mặt lưng cũng được làm từ nhựa giả kính. Tại sao mình nói là nhựa giả kính? Bởi vì cái việc làm từ nhựa giả kính sẽ bám vào mồ hôi rất là dễ so với cái việc là những cái chiếc máy được làm từ kính. Cái cảm nhận nó khác biệt hoàn toàn, và kính thì nó lạnh hơn rất là nhiều. Nói sâu hơn một chút về cái mặt lưng này cá nhân mình thấy nó khá là đẹp. Phải nói là đẹp chứ không phải gọi là khá là đẹp nữa. Bởi vì là mình đã nhìn thấy rất nhiều cái mặt lưng, rất nhiều cách thiết kế, cách hoàn thiện mặt lưng của các cái chiếc điện thoại trên thị trường rồi. Và cái mặt lưng này thì phần nào nó đem lại cho mình một cái sự mới mẻ, một cái sự độc đáo hơn. Khi mà chúng ta nhìn quá nhiều vào một cái sản phẩm nào đấy trông nó quá đơn giản rồi thì chúng ta lại thích một cái thứ gì đấy nó độc đáo hơn. Và đây mình đánh giá là một điểm cộng cho cái chiếc Redmi Note 11 Pro này. Có vẻ như mình đã dành quá nhiều lời khen cho cái thiết kế của chiếc máy này rồi, thì bây giờ sẽ là những cái điểm chê. Đầu tiên, một cái điểm chê mình phải nói tới, mặc dù được hoàn thiện rất là tốt, mình phải đánh giá là cực kỳ cao ở trong cái tầm giá này, nhưng mà tuy nhiên khi mà các bạn soi kỹ vào những cái đường khớp nối giữa mặt lưng và phần khung ấy thì chúng ta vẫn có một cái khe nhỏ nhỏ. Nếu mình nói là khe thì các bạn sẽ tưởng tượng là nó khá là rộng đúng không, nhưng mà cái phần khe này nó cực kỳ nhỏ thôi, và thậm chí là chúng ta không thể đưa được cái đầu móng tay của chúng ta vào, nhưng nó vẫn có một cái điểm hở. Và mình sợ rằng về lâu về dài khi mà chúng ta sử dụng ấy thì cái điểm, những cái khe hở này nó chính là nơi dắt cái bụi vào đây. Và mình hy vọng rằng nhà sản xuất có thể là khắc phục cái điểm này ở những cái sản phẩm kế tiếp. Mong rằng là hãng có thể làm bo tròn một chút ở cái phần mặt lưng tiếp xúc với phần khung như này, để cho phần nào cầm trên tay nó thoải mái hơn này, và nó không bị một cái nhược điểm mà mình vừa nêu ra như vừa rồi nữa. Ok, nếu mà nêu ra cái điểm như vừa rồi thì các bạn có thể nghĩ rằng mình đang cố gắng bới lông tìm vết để mà chê nó. Nhưng mà bây giờ có một cái điểm mà mình thực sự không thích, đó chính là cách thiết kế cụm camera này. Như các bạn có thể thấy thì cái cụm camera được làm lồi lên hoàn toàn so với cái phần mặt lưng. Bản thân mình thì không hề chê trách gì cái cách thiết kế này cả. Và mình còn cảm thấy vui mừng hơn, bởi vì là khi mà chúng ta có một cái camera lồi thì chắc chắn là cái cụm camera đấy nó có một cái độ phân giải lớn, đồng thời phần nào đấy thì sẽ đem lại một cái chất lượng ảnh tốt hơn so với những cái sản phẩm có camera không lồi. Nhưng cái cách thiết kế này thì nó lại nằm ở một cái điểm khó chịu cực kỳ ở đây, đó chính là cái camera chính, cái ống kính camera chính ấy, nó làm lồi hơn so với những cái ống kính còn lại. Đây là một điểm mà mình khá là hoang mang, cũng khá là khó hiểu tại sao Xiaomi lại làm như này, mà họ không làm cao tất cả những cái cụm camera dưới lên bằng với camera chính. Có thể là sẽ ảnh hưởng đến độ dày của máy này và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của máy, nhưng mà với mình thì mình hoàn toàn chấp nhận được cái điều đấy. Và khi mà các bạn, mình đã nói ở những cái video trước, với những chiếc máy có cái cách thiết kế cụm camera như này thì nó sẽ rất dễ bị xước khi mà các bạn đặt trên mặt bàn đó. Hoàn toàn là cái cụm camera chính này sẽ tiếp xúc với mặt bàn, cho nên về lâu về dài thì có thể cái cạnh này sẽ bị xước đi nếu như các bạn không dùng ốp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến cấu hình của sản phẩm này. Chiếc máy này đang chạy con chip Snapdragon 695 với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Thì những cái trải nghiệm game trên chiếc máy này của mình thật sự là không có gì để phản nàn cả. Mình chỉ chơi những cái game như kiểu Liên Quân hay là Call of Duty thôi, thì nó hoàn toàn có thể đáp được nhu cầu của mình và ở cái mức setting cao nhất. Tuy nhiên với những cái tựa game nặng hơn như kiểu là Genshin Impact chẳng hạn, thì chiếc máy này có vẻ là hơi vất vả một chút, bởi vì cái con chip này nó cũng chỉ được định giá là con chip tầm trung mà thôi. Cho nên phần nào thì các bạn phải cân nhắc. Nếu như các bạn muốn mua một chiếc máy cày game ở trong tầm giá này thì với những cái game cơ bản như kiểu Liên Quân này hay là Call of Duty mà mình chơi ấy thì nó hoàn toàn chấp nhận được. Còn những cái tựa game nó nặng hơn thì nó phải đòi hỏi một con chip ở một cái phân khúc cao hơn. Rồi nói sâu hơn thì mình có chấm được cái điểm AnTuTu ở đây thì nó rơi vào khoảng 390.000 điểm. Không biết là các bạn có sử dụng chiếc máy này và chấm được điểm cao hơn hay không thì hãy để lại comment phía bên dưới. Còn với cái điểm 3D Max thì mình có chấm được là 1.208 điểm. Còn Geekbench thì mình có chấm được cái điểm đơn nhân là 683, điểm đa nhân là 2027.
đây là một con số vừa đủ ở một cái sản phẩm tầm trung, và với những cái tựa game như mình vừa nói thì nó hoàn toàn đáp ứng được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái camera của sản phẩm này. Mình sẽ để thông số camera ở đây để cho các bạn có thể tiện theo dõi nếu như ai đã chưa từng xem những cái bài mở hộp của sản phẩm này. Thì camera của sản phẩm này nó như thế nào? Nó nằm ở mức tốt ở trong phân khúc giá. Mình không thể nào mà khen nó là vượt trội so với những sản phẩm khác ở trong phân khúc giá này được. Tuy nhiên thì chiếc Note 11 Pro này đã làm tốt với cái mức giá thành mà nhà sản xuất đưa ra. Cụ thể hơn thì ảnh cho chi tiết tốt, màu sắc tuy rằng không quá rực rỡ nhưng mà lại khá sát với môi trường thực tế. Nhiều trường hợp thì mình cảm thấy là màu có vẻ là hơi bạc một chút. Selfie thì chỉ nằm ở mức chấp nhận được mà thôi. Khi mà mình chụp thiếu sáng ấy, thì ảnh có xu hướng là hơi bị mờ mờ một chút. Có lẽ là AI của máy làm cho cái chất ảnh nó giảm bớt noise đi, thì phần nào nó khiến cho ảnh khá là mờ, cảm giác như kiểu là nó có một cái lớp phủ ở phía trước camera vậy. Và nhìn chung ấy thì những người mua máy ở trong tầm giá này thì có lẽ họ quan tâm nhiều hơn đó là về cấu hình chứ không phải là camera. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến màn hình của chiếc Note 11 Pro này. Đây có thể là một cái điều mà gần như là tốt nhất ở trên sản phẩm này, bởi vì nó đã trang bị một cái màn hình Full HD cộng này, có kích thước là 6.67 inch, một cái màn hình rất là lớn, đồng thời với tấm nền là AMOLED. Cái điểm mà khiến cho mình thấy hứng thú nhất đó là cái màn hình này trang bị một tần số quét lên tới 120Hz. Mọi cái trải nghiệm vuốt của mình này, mọi cái trải nghiệm mở ứng dụng hay là vuốt cửa thanh thông báo trạng thái các thứ, nói chung là nó rất mượt mà và vô cùng tuyệt vời. Các bạn có thể tìm những cái sản phẩm ở trong phân khúc giá này mà có màn hình có tần số quét 120Hz thật sự đỉnh đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và cuối cùng thì mình sẽ nói đến thời lượng pin của máy. Máy có dung lượng pin là 5000mAh và có sạc nhanh 67W. Rất là tuyệt vời. Một cái dung lượng pin mà mình khi mà đã sử dụng máy trong vòng khoảng 3 ngày gì đó, 3-4 ngày thì máy hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu cơ bản sử dụng ngày của mình, và tới cuối ngày mình mới phải sạc nó lại. Lúc mình sạc pin là máy vẫn còn khoảng hơn 20% pin cơ. Và rõ ràng thì với những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, nhu cầu sử dụng hỗn hợp như kiểu là mình ấy, mình thì mình không chơi game rồi, cho nên là cái chiếc máy này hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn. Nếu như những ai mà dùng tiết kiệm thì có thể sạc đến sáng ngày hôm sau cơ. Với những người chơi game thì mình khuyên là các bạn không nên đánh giá máy ở cái mức gọi là chơi game, bởi vì là máy nào cũng thế, kể cả dung lượng pin cao hay không thì khi mà chúng ta chơi game ấy, nó sẽ ngốn một cái lượng pin rất là nhiều. Còn với cái chiếc Note 11 Pro này thì với cái dung lượng pin như này và với cái khả năng sạc nhanh lên tới 67W thì nhu cầu sử dụng của mình như thế này đã là quá đủ rồi. Và vừa rồi là bài đánh giá chi tiết của mình cái chiếc Redmi Note 11 Pro này. Các bạn có ý kiến cá nhân như thế nào? Hãy để lại comment phía bên dưới. Và trong tầm giá 8 triệu đồng thì các bạn có bỏ tiền ra mua nói không? Cũng hãy để lại comment nhé. Và đừng quên là bấm like, bấm subscribe kênh YouTube Hoàng Hà Channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace.